chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Sự Thật Thật Sự. Thưa quý vị, chương trình Sự Thật Thật Sự với Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh với Công ty Cổ Phần TV Hub thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 19:30 thứ bảy trên kênh HTV7. Đến với chương trình Sự Thật Thật Sự thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để khám phá những cái điều bí ẩn xung quanh chúng ta, những điều kỳ lạ ngoài thiên nhiên cũng như là trong cuộc sống, và bên cạnh đó còn là những phát minh của con người mà đôi khi chúng ta cũng không có để ý đến. Mặc dù những cái món đồ vật thường ngày chúng ta có thể nhìn thấy trong cuộc sống gia đình của mình, nhưng mà để hiểu biết được về nó, biết được giá trị của nó, nguồn gốc xuất xứ của nó như thế nào thì đôi khi chúng ta hoàn toàn chưa biết gì hết. Và đến với Sự Thật Thật Sự, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị khán giả những kiến thức bổ ích như thế. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với hai biện luận viên của chương trình. Xin được chào đón Dương Lâm và Khả Như. Ủa sao chào nghiêm túc vậy? Chị đánh ra đi, em sang quá mà chị ra chị tung tăng chị Như. Lại gì vậy, gì vậy? Cho em một nét nhạc lại đi, tụi em sang lại. Thôi được, không sao cả. Hôm nay hai bộ trang phục bước ra nhìn điềm đạm dễ chịu. Giống anh Nghĩa luôn. Giống đẹp nhau luôn đúng không? Ba anh em mình hôm nay về cùng một đội. Đó, cho nên là hai em về chỗ đi để mình chào đón như vị khách đặc biệt của ngày hôm nay. Hãy nhớ rằng chúng ta là những chủ nhà. Dạ. Cho nên chúng ta sẽ dành một cái thái độ mà nó nghiêm trang một tí, trịch nó sang trọng. Không, nó trịch thượng là trên người ta rồi em. Trịch thượng là người trên, kẻ trước rồi kia rồi, người ta ghét lắm. Trời ơi, giờ làm cái gì giờ? Kiêu kỳ. Trời ơi, kiêu kỳ, người ta bỏ, người ta xa lánh mình luôn đó em. Mình kiêu ngạo. Kiêu ngạo cái gì mà kiêu ngạo? Mình ăn mặc sang trọng thì mình lịch thiệp với nhau thôi. Đây, nghiêm trang nè, ra lịch thiệp nè, hai tay để phía trước, ra cái vẻ quý phái mà cổ điển chút đó. Chúng ta sẽ gặp gỡ với đội chơi đầu tiên, là một đội chơi mà hai nhân vật đã đóng góp rất nhiều cho nền nghệ thuật nước nhà, và họ luôn luôn xuất hiện với những cái sự tinh tế đơn giản. Hãy cùng chào đón hai nhân vật ít diêm dúa và màu mè nhất showbiz Việt của chúng ta, Lâm Hùng và Lâm Ngọc. Mời hai anh về đây, hai anh về đây ơi. Xuống kia, xuống kia. Hai anh đi, về đây. Đi ra đó hả? Trời ơi. Hai, ba. Anh ở Đô Thành, ở đấy em sống không quen. Trời ơi. Đưa nhau lên tàu về, quê em cũng không quen. Thì thôi mình ở đây luôn, thì thôi mình ở đây luôn. Thì thôi mình ở đây luôn, mình không về nhà. Ở đây luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Đây là cái cặp đôi đầu tiên nha. Và cái cặp đôi thứ hai có không vừa gì. Xin mời Quốc Bình và anh Quân. Yeah. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Quốc Bình và anh Quân xin chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Sự Thật Thật Sự. Xí xí xí. Đôi trẻ này là tới với nhau lâu chưa? Chúng tôi tới với nhau lâu lắm rồi. Có mau từ lúc nào? Cách đây là khoảng năm 2003. Chúng tôi đến với nhau là gần 20 năm rồi. Gần 20 năm rồi. Và trước khi chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên thì bây giờ mỗi đội làm ơn cho tôi biết một cái tên của đội mình sao cho dễ kêu, dễ gọi, dễ nhớ, dễ thương, dễ gần nè. Nhiều chuyện lắm lời. Lắm lời nhiều chuyện. Lắm lời đi, dễ thương hơn. Thôi lắm thích lời. Tên nào đặt tên đó, đổi lắm lời. Mà tùy MC đó. Tại vì hai con người này cũng là MC cho nên là cũng hay nói nhiều, cho nên là lắm lời. Đôi của hai anh em Long Nhật với Lâm Hùng xe lá. Lấp lánh. Ôi đàn ông ghê. Đàn ông ghê. Nội. Cái tên hết sức đàn ông. Lấp lánh nha. Lấp lánh nha. Lấp lánh và lắm lời. Ù, cũng toàn chia L hết ta. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 1. Câu hỏi như sau: loài vật nào sau đây tự vệ bằng cách hy sinh? A. Thằng lằn. B. Ếch. Mời biện luận viên. Đương nhiên là thằng lằn rồi. Nếu như mọi người ở nhà dưới quê mà mọi người mà hay đập con thằng lằn cho cá, câu cá ăn, thì khi mà đập thì cái đuôi con thằng lằn nó rớt xuống để nó tự vệ. Hoặc là khi mà con người lỡ rình bắt cái đuôi của thằng lằn thì lập tức cái đuôi nó rụng ra và nó bỏ nó chạy. Chính vì vậy nó hy sinh cái đuôi của nó để bảo vệ tính mạng của mình. Cho nên câu trả lời của em là con thằng lằn sẽ hy sinh để bảo vệ tính mạng. Hãy tin em. Yeah. Đây, thêm một bài hát về con thằng lằn để cho thuyết phục cái nào. Đêm nghe tiếng mưa rơi. Mày mày đó. Hai con thằng lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi. Hai thằng lằn buồn hiu gọi kêu ma đến đánh trò. Hai con thằng lằn con đôi thì to nhưng đã cụt rồi.
ôi đến đâu qua trời chúng cái gì mà nói đây. Cái gì vậy Lăng? Mọi người đừng quan tâm về tuổi thơ dữ dội của Lê Dương Bảo Lâm. Nó hỏng kiến thức nhiều lắm. Theo em đó là con ếch. Tại sao con ếch? Phần biểu diễn này em mong có một chàng trai đó là anh Đại Nghĩa lên hỗ trợ em trong vai bắt thợ săn ếch đi ạ. Kìa. Thôi, hai chúng em đóng vai hai anh em ếch rồi. Anh Nghĩa đang đi ngoài đường thấy con ếch bắt lại. Ếch chạy má. Bắt con ếch. Bắt con ếch. Bắt con ếch về sao? Bắt được con Lê Dương Bảo Lâm. Trong lúc đó con ếch thấy ếch bạn mình bị bắt. Do đó tháo bộ da của mình chùm nó lên rồi con ếch biến mất. Anh để mà từ hồi giống như mà khá như cắt tóc ngắn á. Đúng rồi. Làm như cắt bớt cái trí thông minh của mình luôn sao? Không, cắt cái đầu của anh. Ảnh hưởng não không? Ờ. Anh thấy nói cái gì đâu không à? Nói mà cái hãy gì kêu mà... anh em mình ra minh họa à. một cách vô thiện. Anh tưởng kêu lên làm gì chỉ vậy thôi đó hả? Ủa, kể từ đó. Kể từ đó, kể đó sao? Con ếch. Trời chứ anh phải đặt kể ơi. Từ đó con ếch bạn chết còn con ếch mà khi mà cởi da ra con ếch thì sinh còn sống. Em lột da chị á. Đi về. Đi về. Bưng nó về Lâm, bưng nó về. Mà giờ cất luôn rồi đó. Không dám lên, không dám ngồi đầu lên. Anh em đã trở lại rồi. Vậy thì bây giờ trong 10 giây hai đội sẽ phải đưa ra sự lựa chọn của mình cùng với 30 vị khán giả nha. Thời gian bắt đầu. Hội ý với khán giả không? Không có hỏi, hội ý với nhau thôi. Rồi ok xong. Xong. Bây giờ mời đội Lâm lời trước nè. À, chúng tôi chọn là con thằn lằn. Thằn lằn, theo đáp án của Dương Lâm. Dương Lâm. Bên đội Lấp Lánh. Thằn lằn luôn. Thằn lằn luôn. Dạ, lý do sao Nhật nãy anh Hùng nói em chưa hiểu lắm. Là con hồi nãy đánh lạc hướng thôi. Đánh lạc hướng thôi là tại vì con nghịch mà la lên để mà người ta diệt nọ cho người bàn chạy đó, cho người con bàn chạy đó thì là Hùng đánh lạc hướng thôi. Còn sự thật là khi mà con thằng lằn nó bị bắt á thì nó cố tình nó chạy để đứt cái đuôi nó ra, nó hy sinh cái đuôi nó ra để giữ lại tính mạng. Rồi sau đó có đuôi mọc lại được không anh? Được. Dạ. Cả hai đội đều chọn đáp án của Dương Lâm bởi vì cái phần biện luận của Dương Lâm nó có vẻ thuyết phục hơn. Cái câu chuyện mà nó quang đường, nó đượm màu cổ tích phi thực tế của Khả Như. Và đáp án chính xác là con thằn lằn và cả con ếch luôn. Yeah. Cái gì? Cả người luôn hả? Cả hai con luôn anh. Vậy hả? Dạ. Ủa vậy chọn chi vậy, cũng ai cũng đúng hết là trời ơi. Thì mình thử coi cái sự thông minh của những khách mời của mình tới đâu. Cái sự ủa vậy là hai con luôn hả? Tới đâu, đúng nhưng không? Nhưng tại sao con ếch? Con thằn lằn thì ai cũng biết nó có thể tự làm đứt đuôi của nó để nó giải thoát mình. Còn ví dụ con ếch mới lạ. Đây, đọc cho mọi người nghe chơi. Con ếch nó tự bẻ gãy chân của mình để tạo ra vũ khí là móng vuốt. Đây, chúng ta có clip coi nè. Đó chính là loài ếch lông với cơ thể bao phủ một lớp lông dày. Đó. Lớp lông này không phải là không có tác dụng. Nếu như những người anh em của chúng sử dụng da để hô hấp, giúp chúng có khả năng lưỡng cư, tức là sinh sống được trên bờ và dưới nước, thì cái loài này nó có khả năng hô hấp bằng lông luôn. Đó. Và cái lớp lông này của nó giống như mang cá vậy. Chúng ta sẽ cảm giác rất là rùng mình ghê khi chúng ta thấy nó tự bẻ gãy xương chân của nó. Khi bị đe dọa, các xương này nó sẽ chọc thủng ra lớp da bên ngoài rồi biến thành những móng vuốt sắc nhọn để đe dọa kẻ thù. Chuyên gia sinh vật David Blackburn và cộng sự tại Đại học Harvard của Mỹ đã nghiên cứu cơ chế tự vệ của động vật lưỡng cư và tỏ ra vô cùng ấn tượng với cách làm này của chúng. Như vậy là cả hai đội, các bạn đều đã chọn được đáp án chính xác. Và thật ra chọn đáp án nào cũng đúng thôi. Cho nên với câu này, hai đội quề nhau. Và chúng tôi quy định luôn 30 khán giả ở đây, cho dù các bạn chọn ếch hay chọn thằn lằn thì các bạn đều là những câu trả lời đúng. 30 khán giả cho mỗi đội, nhân lên là mỗi đội có 60 điểm. Câu 2 là sẽ một cái vụ kiện hết sức hấp dẫn, ly kỳ. Câu chuyện là một người phụ nữ đã phải gọi báo công an bởi vì vấn đề cây kem của mình. Mọi người nghĩ thử xem, vấn đề đó có thể là gì? A.
là không được rắc đủ topping. B, bán lộn kem. Thì mời bị luận viên. Đây là câu chuyện có thật. Kiện về bán lộn kem. Bà đó mới đang bán kem, cái bà kia chạy vô. Ê, kem hoa. Kem gì? Kem hoa. Cái bà đó bà nói chứ không phải Lâm nói. Cái bà mua đó nha, cái bà mua đó. Nè nè, nè bà bán kem giùm đi, bán kem giùm đi. Vui không, vui không? Vui vui, cười chết. Đang bán kem đi, rau kem rồi đi, rau kem rồi đi. Ai kem kem chuối không? Ai kem kem chuối không? Đây ơi. Ai đây? Rồi bắn em oa 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 oa. Bye bye. Kiện. Sao vậy? Là cái bà này bà bị đớp. Bà nói là chị ơi, bán cho em cây kem vị soda. À soda. Bà này không biết lấy một hũ kem trắng da ra tò kiện. À. Mà cái vụ kiện này rất là nổi tiếng nha, em biết luôn. Biết luôn. Mà em bữa đó em đi có dự không? Có dự không? Có, em có dự. À. Cái hãng kem đó là cái gì? Cái kem trắng da đó lên được phải livestream chị nhắn. Chị. Bạn kem ăn kem cà rem, kem sô cô la, kem soda, kem chuối, kem dừa, kem vani. Thì nó khác, bà ngày kém dưỡng da, trắng da, hai cái loại cái làm tại sao vì mà... bà đang sức kem chứ bà đang sức kem mà bà bán kem. Làm sao mà đi ngoài đường mà vừa sức kem mà bán kem được, hoang đường. Người ta là kết hợp, người ta tăng thu nhập anh. Kem chống nắng. Có nghĩa là bà uống nhầm một cái hũ kem trắng da rồi. Cho nên bà kiện. Bà kiện. Kiện bà bán kem. Bà kiện uống lột lử luôn. Cái kia là bán kem không đủ topping. Mời Khả Như. Lê Dương mời làm nhiều nữa đây bán kem. Đi hành tập trung, tập trung đi. Còn quá gì cũng được. Ừ. Hai, ba. Anh Nhật á. Xin mua giùm à, xin mua giùm cây kem à. Cây kem em thơm ngon nhất dùm. Lắc chuông, à. lắc chuông. Có chuông, lắc chuông. Lắc cái chuông. Bán kem là phải lắc chuông. Lên đây diễn. Không, nhưng mà bây giờ bán kem là phải lắc chuông. Ai mua giùm cây kem à. Cây kem em thơm ngon nhất dùng à. Từ sáng đến giờ không bán được cây kem. Hạt vừa chín khô vừa trực nhịp. Cô ơi cô. Chú con. Cô. Chú. Cô chú ơi. Rồi cô chú chịu luôn. Cô chú bán cho cô một cây kem. Kem ăn sao? Cây kem có nhiều đậu phộng, nhiều nho khô, nhiều mứt gừng, nhiều trân châu, nhiều cốm ngọt. Mày ăn luôn cái thùng kem luôn đi. Không. Nha. Bây giờ cô có bán, cô không bán, con đi về. Rồi ăn sao nè? Rồi. Nhiều cây kem, nhiều topping cho con. Miếng siro, miếng bạc hà, miếng mật ong, miếng đậu phộng, miếng cơm. Ăn mà chết rồi sao vậy mẹ? Dạ bỏ hết cho con. Cảm ơn cô. Đưa cho con cây kem. Rồi nè con. Rồi. Chạy về nhà. Bà nội đang nằm trên giường cầm ly kem cuối cùng. Đây là ly kem mà bà nội muốn ăn trước khi bà nội ra đi. Ủa con ơi sao mà nó không đủ? Không đủ topping. Bà nội chết. Thế là con bé chạy lại kiện ra tòa. Đây là câu chuyện có thật ở Hà Lan. Khó quá. Sao? Đội lấp lánh. Có lẽ là bị là ăn kem bị đau bụng. Đúng thật. Đau bụng. Ờ. Đúng thật. Tức là lộn kem. Lộn kem. Nhầm kem. Tức là mua một vị này mà cái người bạn kem bạn một cái vị khác. Dạ. Thì là cái vụ kiện này là nguyên nhân là do mà đưa nhầm kem. Tiếp theo. Mời đội bên đây. Lắp lời. Không đủ topping ấy thì cái đấy nó không có cơ sở nào để nói là đủ hay không đủ hết á. Không, anh thì nghĩ là cả hai đều rắc có năm loài mà rắc có được có ba bốn loài rồi, thôi có... một loài cả bây giờ có bằng chứng nào để mà nói cái chuyện đấy, bây giờ chỉ là nói miệng với nhau hay là có một cái bill ra là tôi mua năm loại topping mà bắn tôi chỉ có ba loại thôi. Có chứ ở nước ngoài người ta order là từng một riêng, dù em muốn ăn đó. Cái đó bỏ vô cái đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ có 10 giây để cùng với khán giả lựa chọn đáp án. Thời gian bắt đầu. Hết giờ. Mời đội lấp lánh. Hai anh sẽ chọn đáp án nào? Lộn kem. Lộn kem. Nhầm kem. Nhầm lộn kem. Của Dương Lâm. Đúng rồi. Theo Dương Lâm. Bên đây lắm lời. Tụi em sẽ chọn phương án ngược lại. Là chọn Khả Như, phương án của Khả Như. Nãy sao nó khác giờ nó khác vậy Quân? Không, tại vì bây giờ em có bằng chứng rồi. Có bằng chứng rồi phải không? À, ok. Bằng chứng cụ thể rõ ràng rồi. Chọn Khả Như là không rắc đủ topping. Bằng chứng thế nào? Tức là theo Bình nghĩ đó, khi mà bán kem mà bị lộn vị, lộn cái kiểu kem á thì nó sẽ
khó xảy ra hơn, bởi vì là khi mình đưa kem cho khách hàng á thì ít ra là khách hàng họ cũng sẽ nhìn thấy cái kem rồi. Còn cái vụ mà bán thiếu, đôi khi cái sự sơ suất của cái người bán hàng, họ bỏ thay vì 3 món họ mới bỏ có 2 món, hoặc là 5 món họ bỏ có 4 món, bị thiếu mất 1 món. Và tôi xin công bố đáp án. Cái vụ kiện một người phụ nữ kiện liên quan tới cây kem thì cái vấn đề chính là bởi vì cây kem đó không được rắc đủ topping. Chúc mừng. Và trong cái câu hỏi này thì Khả Như là người nói sự thật. Câu chuyện nó như sau: do cái kem là không được rắc đủ topping, cảnh sát West Midlands ở Anh đã chia sẻ một cuộc gọi đến cảnh sát được ghi nhận từ một người phụ nữ với lý do cô ta mua cây kem mà cái kem của cô ta không được rắc đủ các hạt kẹo ở cả hai phía mà chỉ rắc con phía mà thôi. Cô ta còn buồn hơn khi người bán kem đã không chịu hoàn tiền lại cho cô ta. Nó có những chuyện hết sức phi lý như thế. Và bây giờ chúng ta xem có bao nhiêu khán giả chọn đáp án đúng. Lấp lánh 9 người. 10 ý. Ờ, 9 người. 9 người 10 ý rồi. Còn đợi lắm lời. 6 người. Trời ơi. Chỉ có 6 người chọn đáp án đúng. Vậy thì sao? Thì 6 người này được nhân đôi lên là 12 điểm. Bên đây có 9 điểm thôi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mời mọi người nhìn lên màn hình. Đây là tòa nhà có thật hay được hư cấu? Mời biên luận viên. Đây là tòa nhà có thật nha quý vị nha. Thì ở Cộng hòa Séc, họ rất là nổi tiếng với những điệu nhảy Samba. Rồi. Đâu nhảy sao, nhảy sao nào? Samba. Nhảy sao? Nhảy Samba hả? Samba là Lào, mà rượu Samba là Samba. Cộng hòa Séc mà sao mà Samba được? Samba. Nhưng mà Cộng hòa Séc có Samba. Cộng hòa Séc sao có Samba? Rồi. Ơ kệ, muốn nói Cộng gì nói Cộng hòa Séc sao có Samba? Anh ơi kệ anh ta đi. Kệ anh ta, kệ anh ta. Nói gì ta nói. Và những điệu nhảy rất là nổi tiếng. Ở đó có hai vũ công tên là Dương Lâm Khả Như hả? Protein Phan và Cholesterol Phan. Và họ cống hiến cho nền nước nhà đó những cái điệu nhảy rất rất là nổi tiếng. Và người dân nước đó mới như là gợi nhớ công ơn của những người đó nên đã xây cái tòa nhà như thế này. Tòa nhà này thể hiện người đàn ông mạnh mẽ. Còn cái tòa nhà eo eo như thế này thể hiện cho cô gái. Ví dụ cái tướng này lên. Nó như thế này. Đó, thấy không? Rất là giống đúng không? Đây là hình tượng của vũ công. Và đây đặc biệt có một cái biệt danh nữa là tòa nhà say xỉn. Ở trong đây là gồm có quán bar, nhà hàng, vũ trường. Nói chung là rất là nhiều mô hình trong đây. Và đây được nổi tiếng là tòa nhà đẹp nhất thế giới. Và đây là tòa nhà có thật. Hãy tin em nha. Sao em nhìn anh vậy lắm? Tại sao em nhìn anh? Tại vì không có tự tin vào cái điều mình nói đó anh. Đây là một tòa nhà Photoshop được xuất hiện trong một MV của ca sĩ San của Cộng hòa Séc. Của Cộng hòa Séc. À, cũng là Séc, Séc. Cộng hòa Séc. Séc, đúng rồi. Mệt quá. Cộng đứa nào đâu Séc hết trơn á. Tại sao có cái MV này? Bởi vì đây là một cái bài hát, đó là Giấc mơ đô thị. Nói về những người nhìn bên ngoài có vẻ hào nhoáng, thật sự xinh đẹp, thật sự vuông vắn, thật sự đỉnh cao, thật sự trọn vẹn. Nhưng thật sự không phải vậy. Qua ánh nhìn của chàng trai đó, mọi thứ dường như siêu vẹo. Và đây là một bức tranh Photoshop hết. À, hiểu, hiểu. Vậy thì theo ý kiến của mọi người, Bình đâu Bình? Lên coi, cho tiên bức tranh. Bắt, bắt. Ủa? Không được coi à? Không. Không. Đừng ở đây, đùi người ta đừng ở trên này. Mắt kém. Nè, thay được mắt kém. Nè, nói cho nghe nè, điện thoại cho nghe nè. Ở đây ta ngoài 50 rồi nè, mà ta không thèm đến đây đó. Không, anh biết không, tại vì anh già rồi là người ta gọi là già là bị viễn thị nhìn xa mới rõ. Còn em trẻ cận thị phải nhìn gần mới rõ. Cận thị thì mắc cái gì mà đeo cái kính không tròng. Đeo con tắc lên. Ê, ê, ê. Tắc. Trời ơi. Tắc lên. Rồi xong. Ta đã thấy rồi trong đêm nay, cờ bay muốn ngọn cờ bay. Cái gì vậy? Tao ý kiến thế nào, nói đi nào. Lắm lời. Thực sự là những ngôi nhà mà có hình dáng kỳ dị thì
cũng có từng nhìn thấy rồi. Nhưng mà cái căn nhà này chưa thì... bao giờ nhìn thấy một căn nhà như thế này. Mà thấy Khải Như nói cũng khá là thuyết phục, thông tin cung cấp rất là lý thú. Nhưng mà nhiều khi cái đó cũng là hư cấu đó. Như ca sĩ gì Như? Ca sĩ San. Như hay Nam? Nam ca sĩ San. Anh Nam ca sĩ San, Cộng hòa Séc. Còn bên kia là vũ công corticoid với cái gì protein gì đó. Một bên là protein với một bên là Phật Mô Tông. Bảy. Cholesterol. Cholesterol. Ngày mình cao máu mà. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn đáp án cùng với khán giả của mình nha. 10 giây bắt đầu. Hết giờ. Mời đội lắm lời. Bình và Quân thì đang băn khoăn, tức là chọn đáp án của Khải Như. Bởi vì là thực sự nhìn cái tòa nhà này nó không có ăn nhập lắm trong cái tổng thể của cái nguyên cái khu này. Thì nhưng có mà cảm giác như vậy. Quân đang nghĩ rằng là nhiều khi có thể Khải Như lại đánh lừa chúng ta thì sao? Bởi vì thực ra là chưa bao giờ nhìn thấy một cái căn nhà như thế này. Hãy nhìn vào mặt Khải Như đi. Mà Khải Như nói là xinh như kia thì không thể nào mà lừa mình được em. Ê Bình lầm rồi nha. Xinh gì mới dễ đánh lừa đó. Chứ cái mặt xấu xấu như Lâm đánh lừa khó. Mày ba Lâm xấu nào, vừa đến tao đẹp trai, kìa gương mặt bây giờ đẹp. Vui vẻ không quạo nè, vui vẻ không quạo. Phương án nào cũng có cái đúng và cái có vẻ chưa đúng của nó. Rồi ok. Đáp án nào? Đáp án là Khải Như đi. Khải Như, tức là đây là một cái sản phẩm hư cấu. Photoshop. Sản phẩm của Photoshop. Là một sản phẩm của MV ca sĩ San, Cộng hòa Séc. Sao anh? Theo anh Nam Nhật thì đây là một cái bức hình Photoshop. Hai cái nhà này là cỏ thật, nhưng mà nó nằm hai nơi khác nhau và người ta ghép lại. Anh Nghĩa ơi, cái này có đố mẹo không? Không anh, này đố thiệt chứ đố mẹo gì? Đây là tòa nhà Photoshop. Photoshop, sản phẩm hư cấu. Anh cũng theo ý kiến của Khải Như. Khải Như. Đây là sản phẩm photo. Chê mình lại, không cho mọi người đoán. Đây là sản phẩm có thật. Dương Lâm là người nói sự thật, mặc dù cái phần biện luận rất là thiếu khó tin. Phục. Thiếu thuyết phục. Một đôi nam nữ, một đôi vũ công, cái tòa nhà thẳng đứng là người nam, dẻo dẻo bên là người nữ. Nói cho vui vậy thôi, chứ thiệt ra không phải vậy. Đây là tòa nhà có thật tọa lạc tại Cộng hòa Séc. Nhìn tòa nhà như một đôi uyên ương đang nhảy múa, như hình dạng vòng cung với chiếc váy xòe. Nó được ví như cặp đôi khiêu vũ. Ê thiệt thiệt, Lâm nói thiệt. Sao vậy anh Nghĩa, anh không tin em sao vậy Nghĩa? Nó được ví như cặp đôi khiêu vũ huyền thoại Fred Astaire và Ginger Rogers. Và đây là tòa nhà có thật nha. Họ làm từ cảm hứng của một đôi vũ công đúng thiệt luôn. Xin lỗi em đi anh Nghĩa. Xin lỗi em, bởi vì nãy em làm có vẻ nó chợ quá đó. Cho nên là mà như là thiếu thuyết phục đó. Như vậy là cả hai đội đã chọn đáp án không chính xác. Hy vọng rằng có nhiều khán giả chọn đúng nha. Hai đội, mỗi bên đều có 15 khán giả được chọn đáp án đúng. Chúc mừng. Vậy là mình được nhiều điểm thôi. Vẫn thua bên bờ. Kỳ thủ cờ vây Hàn Quốc Lee Sidon, người đã từng vô địch thế giới 18 lần, đã tuyên bố giải nghệ vì chịu thua trong hoàn cảnh nào? A. Trong một trận đấu anh chấp nhiều đối thủ. B. Trong một trận đấu với một đối thủ đặc biệt. Mời hai bình luận viên. Trong một trận đấu anh chấp nhiều đối thủ là anh thấy mình thắng nhiều quá rồi, là bữa đó anh mới chấp nhiều đối thủ. Mà một mình anh đang chơi đây mà tám mỏ bu vô bàn đủ thứ. Bây giờ ví dụ chơi caro đi, mà anh đang tính, anh ngồi anh đang tính mà nguyên cái bàn học sáu đứa chu cái mỏ vô, nó nói mày đi như thế này nè, như thế kia nè, bị phân tâm. Mà một khi phân tâm là đầu chơi không được, chơi không thắng, cho nên thua. Đó chính là trận lịch sử, bởi chấp quá nhiều đối thủ nên anh ta thua. Chấp mấy người? Sáu người. Sáu người như cái bàn học vậy đó hả? Đúng. Sáu người đánh sáu lần hả? Hay là sáu không, người đánh cùng người lúc. Quánh cùng lúc với công đó. À. Rồi, biện luận thứ hai đó là với một đối thủ đặc biệt, vì đối thủ đó là ảo thuật gia. Trong khi đang đánh cờ, người ảo thuật gia mới thôi miên cái người này. Do đó, anh ta bị hoa mắt, anh ta bị mất đi khoảng vài giây trong
trong trực giác của anh ta. Thế là người đó đã đảo cái bàn cờ và làm cho cái người này cảm thấy say sẩm và không đánh được nữa. Đó là lý do anh ta. Ủa em ơi, vậy chơi gian rồi còn gì nữa em? Không, đó là nhà ảo thuật. Nhà ảo thuật sao đi đánh cờ vây? Nhà ảo thuật sao đi thi cờ vây được? Không, tức là nhà ảo thuật nhiều khi cũng biết chơi đánh cờ vây đó, nhưng mà chơi cái vụ mà Thôi Miên là anh gian rồi. À, nhưng mà anh chơi mà biết. Chơi với một cái đó là chuyện có thật, câu chuyện có thật đó. Sau này find out ra mới biết là cái người đó là ảo thuật gia. Sao mọi người nghĩ thế nào? Ảo thuật gia mà đi đánh với một cái kiện tướng mà giỏi nhất Hàn Quốc mà một cái người mà ông vua cờ vây như vậy. Anh ơi, anh đừng có tin vào câu chuyện đó. Nhiều khi cái người đánh không phải là ảo thuật gia mà là một cái người làm ngành nghề khác rồi sao? Hoặc là một cũng là một đối thủ đăng ký. Dạ. Còn cái chuyện mà ảo thuật gia là khá như từ bịa ra cũng được vậy. Đó là em nghĩ là vô lý đấy, tại vì thực ra là không có thể nào mà cho một cái người như vậy vào xong rồi họ làm những cái điều đó. Nếu như mà họ làm điều đó xong mà họ có thắng hay chăng nữa, mà khi mà kiểm tra lại, check lại cái thông tin về bản thân họ mà họ là ảo thuật gia như vậy thì cũng không được. Tại vì cái đó là không trung thực. Đúng rồi, đâu. Đúng rồi. Anh Long. Gian xảo, gian trá. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chọn đáp án. 10 giây bắt đầu. Không có hỏi. Dài, đợi lấp lánh. Hỏi bên kia trước đi. Thôi hỏi bên kia trước đi. Nãy bên kia đúng hỏi trước rồi, giờ nói tiếp mình. Đúng anh rồi. Anh Hùng đi. Anh Hùng sao anh Hùng? Thua một đối thủ. Vậy là chọn đáp án theo Khả Như. Sao lắm lời. Đáp án B là Khả Như. Mặc dù Khả Như đưa ra một cái phần bình luận rất tào lao là công ảo thuật gia về Thôi Miên đó phải không? Nhưng cả hai đội đều chọn đáp án của Khả Như. Và tôi xin công bố hai nhân vật Dương Lâm và Khả Như, ai là người nói sự thật đây? Và người đó chính là Khả Như. Đúng, ông ta gặp một đối thủ rất đặc biệt. Kỳ thủ cờ vây người Hàn Quốc Lee Sidon đã chính thức giải nghệ. Quyết định bất ngờ này được đưa ra sau khi kỳ thủ cờ vây thế giới đã thua trí tuệ nhân tạo AI. Lee Sidon đã từng 18 lần vô địch cờ vây thế giới nhưng vẫn phải thừa nhận rằng không thể đánh bại trí tuệ nhân tạo. Trả lời hãng tin Yonhap thì ông cho biết rằng với sự góp mặt của A1 trong cờ vây, tôi nhận ra rằng tôi không phải mạnh nhất ngay cả khi tôi trở thành số 1 thế giới bằng những nỗ lực điên cuồng. Ngay cả khi tôi trở thành số 1 vẫn có một thế lực không thể bị đánh bại. Hệ thống DeepMind trí tuệ nhân tạo này đã được cho học hơn 4.000 ván cờ vây trên thế giới để có thể tự rút ra kinh nghiệm và tìm ra những cái nước đi hợp lý. Trí tuệ nhân tạo này chính là một trong những cuộc cách mạng của thế hệ mới thời đại 4.0, trí tuệ nhân tạo lên ngôi. Và như vậy là cả hai đội có đáp án chính xác. Bao nhiêu khán giả có câu trả lời đúng đây? Đội lấp lánh 18 người trả lời chính xác, mà đội lắm lời 19 người. Coi như là bây giờ mình được nhân đôi số điểm lên. Bên đây 19 nhân đôi lên là 38 điểm. Bên đây 18 nhân đôi lên là 36 điểm. À bên kia sao mình bị ít vậy? Đây là một câu hỏi sẽ liên quan đến bóng đá. Ấn Độ từng giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup năm 1950 nhưng sau đó bị loại trước khi giải đấu khởi tranh vì các cầu thủ đã từ chối thực hiện quy định gì? A. Mang giày. B. Mang vớ. Mời biên luận viên. Mời Khả Như. Đây. Không chịu mang giày bởi vì đá banh có từ hồi xưa lâu ơi là lâu, mà lúc đó người ta chưa có điều kiện, do đó người ta đi chân không. Đó giống như là một trái banh, đó không phải là một trái banh đâu, mà nó là một cái trái dừa hay một cái gì đó người sao, ta chơi với nhau. Không biết cái đó hồi xưa người ta đâu có được một cái trái banh đẹp đâu, thì người ta đi chân không, người ta đá trên một cái sân cỏ. Thì cho đến khi mà cái vòng loại đó người ta yêu cầu là khi mà vào chung kết thì phải mang giày, thì những người quen đá banh họ không quen mang giày. Tại vì nếu như mà họ không quen mang giày, họ không quen đi giày thì làm sao họ có thể vững, họ có thể mà nhanh nhẹn trên sân banh. Do đó, đó là lý do họ biết là họ sẽ thua nên họ sẽ không tham gia. Tức là không mang giày. Dạ đúng. Không chịu mang giày cho nên cuối cùng là không tham gia luôn. Còn người Dương Lâm sao em? Kính thưa quý vị các bạn, nếu như mọi người đều biết là người dân Ấn Độ thì họ rất là tin về thần linh.
đầu đội trời, chân đạp đất. Ví dụ như họ ăn, họ cũng bóc bằng tay. Vậy là cũng tôn trọng bằng linh. Chính vì vậy khi đá banh cũng vậy, họ không chịu mang giày và cũng không chịu mang vớ luôn. Một ngày nọ là họ vô chung kết, ban tổ chức mới họp mấy người đó lại và nói là: mấy bạn ơi, mấy bạn vô chung kết rồi, mấy bạn phải mang giày và mang vớ. Xong rồi em phải là người không mang vớ thôi, Khá Như nó không mang giày rồi. Gậy em từ từ em đang giao đãi. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà vô chung kết luôn hay là bắt đầu vô kết? Chung kết, chung kết. Xong rồi những người dân Ấn Độ đó, người ta nói là thôi bây giờ tôi mang giày. Rồi ban tổ chức ok, được luôn. Nhưng mà vừa ra khỏi phòng, ban tổ chức vô nói lại nữa: bây giờ là phải mang giày và mang vớ. Chứ bây giờ mà mang giày mà không mang vớ, nó túi nguyên cái sân banh thì làm sao ai mà đá nổi. Nhưng mà mọi người nói là không, chúng tôi không thể nào mà mang hai cái một lúc như vậy được. Được không được thì thôi, đá không đá thì thôi, nghỉ. Là lý do đó cho nên họ không đá banh, họ nói là một là mang vớ thôi, hai là mang giày thôi, chứ không bắt đầu mang hai cái được. Thế như vậy họ không mang vớ. Tức là họ mang giày không mang vớ. Họ chịu mang giày nhưng không mang vớ. Mà ban tổ chức bắt mang hai cái. Họ nói thôi bây giờ không chơi nữa, giận luôn, đi về nước. Có hướng cái nè? Có. Trước khi đi có hướng cái nữa làm sao biết được, bán tổ chức làm sao biết ha. Mấy ông cầu thủ đàn ông nha, trước khi đi hướng cái nữa. Mọi người nghĩ thế nào? Như nói thì rất là hợp lý, bởi vì là đúng là ngày xưa, đặc biệt là các nước châu Á đó, đá bóng thì đâu có giày đâu đúng không, là đá chân đất. Thành ra là thành cái thói quen, nên là khi mà tham gia vòng chung kết bắt phải có mang đi giày thì họ cảm thấy khó chịu, họ đá không có tốt, họ chạy không được thì có thể là họ sẽ... Nhưng mà làm gì có cái chuyện mà bây giờ nói là hồi xưa là cái thời nào đó. Chứ không, 50 là mới đây. Năm 50 là cũng có thể sau rồi. Này thôi. Mà bây giờ không mang giày sao mà chạy. 50 là mang giày rồi chứ. Sao không anh? Trời ơi, cái quốc gia người ta thích đá sao ta đá. Đây, anh bao gồm. Chơi đá banh chắc cũng nhiều nữa phải không đá anh? Đá nhiều biết nè. Mang giày. Mang giày. Chị mang giày mà không mang vớ. À, tức là anh theo đáp án của Dương Lâm. Vì sao? Thì ra sân thì phải ít nhưng phải có giày, chứ không giày thì vớ mà ít nhưng phải có đôi giày, chứ không có đôi giày làm sao chạy. Chẳng thấy nó thiếu. Chẳng thấy nó thiếu. Ra quay là không phải tại vì. Ủa anh Nhật, anh vừa làm động tác gì vậy? Anh vừa làm động tác gì vậy? Giống như anh Long Nhật ra quay là cầu phấn. Ra cầu hộp phấn gì đó. Nào cho đẹp vậy, dàn nhấn hầu hiền anh gì chứ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chọn đáp án với khán giả của mình. 10 giây, bắt đầu. Chọn gì rồi? Chưa chọn gì, bắt đầu chọn nè. Đang thảo luận nè. Hết giờ, mời lắm lời. Thì Bình với Quân sau khi thảo luận thì chắc là chọn cái đáp án là đi giày mà không đi vớ. Tức là đáp án của Dương Lâm. À. Rồi, bên đây. Bây giờ chọn không mang giày đó là của ai? Của em. Anh chọn em luôn. Rồi, Khả Như. Như vậy là hai đội, một em bên phụ nữ là chọn theo ý kiến của Dương Lâm là đội lắm lời. Bên lấp lánh chọn ý kiến của Khả Như đó là mang giày. Rồi mình chọn là không mang giày luôn hả? Không mang giày luôn. Ừ. Họ đã bỏ vòng chung kết World Cup năm 1950 vì họ đã từ chối mang giày. Mang giày. Đúng rồi, đã từ chối là từ chối luôn đi, đúng rồi đó. Lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Ấn Độ giành quyền góp mặt ở vòng chung kết World Cup. Thật ra là nhờ may mắn do ba đối thủ của Ấn Độ là Miến Điện, Philippines và Indonesia đồng loạt bỏ cuộc. Trong cái bảng 4 đội, 3 đội bỏ cuộc. Đồng loạt bỏ cuộc. Cho nên là họ may mắn, họ có mặt ở vòng chung kết. Ở Việt Nam mà đá cũng họ bỏ luôn. Các tuyển thủ Ấn Độ không hề thừa nhận là họ may mắn, họ vẫn nghĩ rằng họ có tài năng thật sự. Ngoài chuyên môn thì có một rắc rối lớn với các cầu thủ Ấn Độ là họ thường xuyên chơi bóng bằng chân trần. Đó, giống như Khả Như nói, FIFA đã rà soát lại luật lệ và phát hiện ra rằng chẳng có điều luật nào buộc cầu thủ phải mang giày cả. Thế là quy định phải mang giày đã được đưa ra vào giờ chót. Vì vậy, họ không chịu. Thế là các cầu thủ Ấn Độ phản đối, bởi họ đã dự Olympic 1948 bằng chân đất mà không ai nói năng gì hết trơn. Các tuyển thủ Ấn Độ đã chuẩn bị rất kỹ về chuyên môn cho World Cup 1950. Tuy nhiên, các quan chức Ấn Độ khẳng định họ không có kinh phí để chuẩn bị giày. Do FIFA thông báo quy định bắt buộc mang giày vào giờ chót, thế là đội tuyển Ấn Độ bỏ cuộc ngay trước chung kết. Cơ hội duy nhất để xuất hiện ở vòng chung kết World Cup đã bị chính đội tuyển Ấn Độ từ chối. Một cái sự kiện việc mà mình nghe nó rất là phi lý đúng không? Vậy mà nó từng diễn ra. Và như vậy là đội lấp lánh đã lựa chọn chính xác. Bao nhiêu khán giả chọn đúng đây? Đội
lắm lời. 15 người chọn đúng. Đội lấp lánh 20 người. Số điểm được nhân đôi, đội lấp lánh được 40 điểm và bên đây được 15 điểm. Câu hỏi tiếp theo chúng ta sẽ biết về một phát minh mà nó có liên quan tới cây quần. Xin mời. Phát minh này có ý nghĩa gì? A. Để đi picnic cắm trại. B. Đây là tiền thân của chiếc quần thụng. Trời ơi! Trời ơi! Chị nghĩ thế nào? À, chị nghĩ là đây là tiền thân của chiếc quần thụng. Tại vì đây nó từ một cái gọi là thời trang. Khi thời trang mà chúng ta đi cái quần thụng này, nó rất là thoải mái, làm chúng ta muốn di chuyển sao cũng được, muốn bay đâu cũng được, muốn làm gì cũng được. Và sẽ không bị thấy mà cái mông to hay cái đùi to hay cái chân mình quá ngắn. Nếu người ta thấy cái chân mình quá ngắn là do cái quần thụng. Người ta cảm thấy hay ho quá, hay ho quá người ta làm ra cái này. Dạ, Duy Lâm, mời em. Em nghĩ đây là phát minh của một cuộc đi picnic. Ví dụ, mình đi picnic thì đồ đạc sẽ lỉnh kỉnh như thế này. Nhìn nó rất là mất thẩm mỹ. Nếu mà có chiếc quần này thì mình có thể gói gọn. Mình có thể bỏ đây, thấy không? Như cái túi vậy đó hả? Đơn giản, bỏ vô. Vụ gì kia nước kìa? Gì kìa, làm sao lưng em vậy? Trời ơi. Rất là đơn giản. À, đi picnic thì mình... Nên bỏ đồ vô vậy hả? Xong rồi lấy ra không ai dám xài luôn á. Mình có thể đi muôn nơi. Trời ơi, muôn nơi rồi mà muôn nơi. Rớt cái nước ra rồi. Nước từ trong người mà rớt ra luôn. Ai dám uống không? Mình có thể đi muôn nơi và không sợ rớt. Và khi mà mình gặp những người bạn thân thiết của mình, mấy bạn ơi, con ra, ra đây chơi. Lâm, mời mấy bạn uống nước đi Lâm. Trời ơi, chết quá. Đây, mời mấy bạn uống nước. Trời mất rồi. Trời ơi. Đây. Nước này á, ghê quá. Tìm trong quần một chai nước xuôi. Cảm ơn mọi người, cảm ơn rất nhiều. Là em thấy nó rất là tiện lợi. Mình khi mà mình ngồi xuống thì mình có thể làm cái khăn bàn. Mình có thể dọn đồ ăn lên. Mình có thể ăn uống trên này, làm để yên đi. Mình có thể làm được tất cả mọi thứ. Làm cá gì đó luôn rồi đó. Đúng em. Vậy Lâm ơi, ở đây không có bàn nên chúng ta phải làm như vậy thôi. Đó, mình uống vô. Mình ăn uống. Đúng rồi, mình ăn uống, mình cùng ly. Vô. Quang, xong rồi cái mọi chứng, cái co, chứng ly, cái đồ cơm, đồ nước hay trà đồ điên. Xong, đây. Để như vậy. Xong, rồi tự nhiên đói bụng quá, mình muốn đi bắt cá. Thì mình xuống ngay dòng sông, mình chỉ cần bành ra như vậy thì lập tức cá nó sẽ vô. Vô đâu? Mình hứt. Rớt quần luôn rồi. Rớt kè kèo nữa kìa. Cái quần cũng trở thành cái bàn ăn là một. Và cái quần cũng trở thành cái bàn ca. Đúng, nói chung cái quần rất là tiện lợi. Nó được sáng tác từ những cuộc đi bích trích mà ra. Hãy lên, tên lên em. Được không? Lên thử coi. Nói không? Ê! Giữ ơi, giữ nha, giữ nha. Ê, cho chị xuống, chị xin lỗi, chị không cố ý, cho chị xuống. Ủa, bưng hình ra khỏi phim trường. Ủa, nhiệm vụ em xong rồi hả? Bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại. Ê, sợ quá. Rồi, đó, vừa rồi là hai vị luận viên đã nói về công dụng của cái quần. Vậy thì theo hai đội chơi của chúng ta như thế nào? Cái phát minh này, nó là có ý nghĩa gì? Mà ai picnic ai giấu đồ ông quần mà đấy, cái đó là biết đâu đấy, ngày xưa lại có cái trò đấy, cái đó sao? Là Lâm nó nè, ta nhớ không, ngày xưa người ta hay may thời trang mà cái tay áo rộng thùng thình như nè để cất đồ bên trong rồi, đó đúng rồi đó, lâu lâu ha thò tay vô trong tay áo để lấy ra một món đồ vật gì đó là có thật đúng không? Vậy thì biết đâu cũng có khi cái việc mà Dương Lâm làm chúng ta xem vừa rồi là đúng đó. Không, việc làm Lâm thì không đúng, nhưng có thể cái chuyện đó có thể là xảy ra. Nhưng mà không ai nhét cái đồ đi picnic ở trong quần hết á. Nhưng mà có thể làm cán hoặc cái gì không ta? Đã đến lúc chúng ta phải đưa ra quy định của mình. Thời gian 10 giây bắt đầu.
Hết giờ. Mà anh Long Nhật với anh Lâm Hùng. À, anh nghĩ đây không phải là bắt nguồn từ cái chuyện quần thùng. Đây là trong một cuộc đi bít tít và người ta tranh thủ người ta từng dùng cái lều á. Và khi mà có người bị gặp sự cố, bị thương, bị ốm, bị bệnh gì đó, người ta làm thành một cái vòng. Yeah. À, như là một cái băng ca để gắn người về. Vậy anh chọn đáp án của Dương Lâm. À, là đi picnic đó. À. Bên đây Lâm lời. Bình cũng nghĩ là đáp án của Dương Lâm thì có thể cái quần này là được phát minh từ bắt đầu từ cái việc cho đi picnic. Vậy là hai đội đều chọn đáp án của Dương Lâm. Đáp án chính xác của chương trình. Phát minh này là để đi picnic. Chúc mừng Dương Lâm. Em là người nói sự thật. Em là người bàn kìa hả? À, cái quần người ta có may thêm cái ở giữa. Không? Mình thấy rằng cái hình ảnh khi mà người ta đưa cái quần này vào những cái tiện ích nhất, đó là người ta có thể để đồ trên cái quần như là một cái mặt bàn vậy đó. Mới biết luôn á. Dạ. Chiếc quần này là một sản phẩm được đưa vào sử dụng, nhưng chiếc quần thật có thể gỡ phần vải thụng ra được và chỉ gắn vào khi cần thiết. Phần vải này có thể biến thành một mặt bàn để có thể ăn uống tiện lợi ở trên đó khi chúng ta ngồi bệt xuống. Bao nhiêu khán giả có đáp án đúng đây? Lắm lời, 21 người trả lời đúng. Lấp lánh, 14 người. Rồi sao biết mình sẽ hoài vậy? Như vậy là số điểm của mỗi đội 28 điểm và 42 điểm. Trời được chưa rồi? Đuối luôn. Trái quay. Câu hỏi tiếp theo sẽ liên quan tới một loại thức uống mà chúng ta vẫn thường uống mỗi buổi sáng, đó là cà phê. Cà phê giờ nó quá quen thuộc thông dụng đúng không? Sáng sáng là phải nhâm nhi miếng cà phê cho tỉnh táo, hoặc là đang buồn ngủ thì kêu quất ly cà phê vô, tỉnh như sáo, nói như két. À, vậy mọi người có biết cái cây cà phê đầu tiên được người ta phát hiện là do đâu hay không? Đây, hình ảnh cây cà phê. Cây cà phê được phát hiện do đâu? Có hai cái giả thuyết đưa ra. Là do một người bán sữa. Thứ hai là do một con dê. Mời biên luận viên. Mời chị Khả Như. C. Cố lên chị. Quý vị và các bạn thân mến, tại sao người ta nói là từ một con dê? Vào một ngày đẹp trời và một cái năm xa xôi nào đó, có một người nông dân đang chăn dê. Anh ta chăn dê về, suốt một ngày quanh quẩn các khu rừng, anh ta trở về nhà và con dê nó đã thải phân ra. Và ở ngày xưa người ta có một cách hủy phân, đó là thiêu hoặc đốt. Thì quăng cái phân nó vô đóng lửa. Thiêu hoặc đốt là khác nhau. Nhưng mà trong khi mà chuẩn bị dẹp á, thì phát hiện ra là con dê hôm nay nó đi ra phân rất lạ. Nó là có những cái hạt rất là nhỏ 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 nhỏ. Cái người này không biết là cái gì. Có thể là nó ăn phải sỏi hay đá như thế nào. Người ta không có cách nào để người ta kiểm tra nó. Do đó ông người đàn ông này mới lấy những cái hạt đó quăng vô đóng lửa. Khi mà quăng vô đóng lửa thì tự nhiên cả nhà nghe cái mùi thơm rất là đặc biệt. Và người ta không biết chuyện đó là chuyện gì. Thế thì người ta mới lấy những cái hạt còn lại, người ta đi rửa và đem nó vô đống lửa, làm cho nó hơi thơm thơm chút xíu, rồi người ta nếm thử có cái vị đắng. Và khi mà người ta ngậm vô, người ta cảm thấy hơi tỉnh người. Người ta cảm thấy giống như là đêm đó là cái người nông dân đó là thức tới sáng luôn. Do đó người ta phát hiện ra vậy là con dê của mình nó có đi ăn nhầm một cái loại thảo dược nào đó. Người nông dân quyết định trở lại khu rừng đó. Rình con dê chứ hả? Rình con dê và đứng từ xa nhìn con dê. Nhìn con dê thì con dê mới phát hiện ra có một loại cái cây màu đỏ, đó chính là hạt cà phê. Hạt cà phê xuất phát từ con dê. Đúng rồi, hạt cà phê. Theo cá như là con dê nó vô tình ăn cái hạt đó, rồi cái người chủ mới phát hiện ra cái hạt này khi mà được nướng lên nghe thơm thơm. Dương Lâm, sao em? Chị Như, chị lớn mà chị kể chuyện bị kỳ á. Em thấy nó không hợp lý á. Câu chuyện em không hợp lý đây. Có một người mẹ bà sinh mười mấy đứa con luôn. Và hàng ngày cô ta phải lên rừng để mà dắt sữa các loại thú như là cọp, voi, sư tử, hà mã, beo. Cho hỏi con cọp em lại dắt sữa nó bằng được gì? Đây là người mẹ rất là hy sinh cho con có thể dắt mọi thứ. Đó là ngày duy nhất và cái ngày đầu tiên cũng là ngày cuối cùng mẹ dắt sữa cọp cho con. Bị điên rồi, bị điên rồi. Không, nó dắt sữa con cọp. Thôi. Ngày nào cũng vậy là người mẹ đó đi dắt sữa con cọp. Nhưng tự một ngày nọ cô ta
cầm cái sữa lên đầu và cô ta đi lang thang trong rừng, lang thang trong rừng, lang thang trong rừng. Bỗng nhiên cô ta nghe một cái chấm, cô ta mới mở xuống. Cô trời ơi! Cô trời ơi, cái hộp gì mà rớt vô sữa như vậy? Rồi làm sao về? Tôi cho con tôi uống đây. Trời ơi! Nhưng mà nguyên một ngày đó cô ta làm cực khổ quá. Cô ta đổ thì uổng, cô ta mới cầm lên, cô ta uống. Uống thử coi có uống được hay không. Tự nhiên cô ta cảm thấy ngon. Kể từ đó có cà phê sữa. Cái hộp cà phê nó chưa xay, chưa ra để mà pha được với sữa. Nó ra vị, nó ra vị. Có ra vị không? Thiệt. Được không? Rồi cô ta nói trời ơi, cái gì mà ngon quá vậy? Cái gì mà tự nhiên sữa mà cái đen vô mà uống ngon ngon mà đi tỉnh táo quá vậy? Cái cô ta quyết định đặt nó là trái cà phê. Là kể từ đó là cái cô bán sữa cũng phát hiện ra hộp cà phê đầu tiên là nó rớt vô cái thau sữa. Bằng. Là cà phê sữa. Hãy tin em. Cái hồ đăng tư đang màu đỏ vậy mới là sao được. Lấp lánh, hai anh nghĩ sao? Không. Nhiều khi ta nói bâng quơ thì cái đó đúng đó. Cái câu chuyện của Lâm anh, thực ra là Lâm cố tình hay là Lâm kiểu vui nhưng mà kể sai thôi. Nhưng mà thực ra là đúng là một người ta đi vắt sữa. Anh biết là khi mà ta vắt sữa xong là ta phải đun cái sữa để bảo quản nó, để gọi là bây giờ mình gọi là tiệt trùng á. Thì ngày xưa thô sơ thôi là người ta sẽ phải đun, nấu cái sữa đó lên. Thì lúc mà cái người đó, người ta vô tình lúc mà người ta đun sữa đó là người ta lấy những cái cành củi khô người ta đun. Thì hôm đó vô tình là người ta vơ làm sao mà có cái cành cây cà phê ở trong đó có những quả ta bỏ vào người ta đun. Thì người ta thấy cái mùi nó thơm thơm. Đó, thế xong người ta mới tò mò, người ta mới xem cái hạt đó là hạt gì. Từ đó người ta phát hiện ra là cái hạt cà phê. Câu chuyện này cũng là tưởng tượng rồi phải không? Không, thật mà, câu chuyện này mình đọc thì tại vì là do Lâm kể nó kiểu kiểu Lâm kể là đi bắt sữa cọp mà thực ra là người đó là bắt sữa bò. Trong cái chương trình về lỡ cà phê thì đưa ra những thông tin về sự tích cây cà phê. Thì Bình nhớ có câu chuyện này, nhưng mà Lâm là Lâm kể cho nó vui vui thì đi bắt sữa cọp vậy đó. Anh Bình kể về bên kia biết làm sao? Chúng ta sẽ lựa chọn đáp án nào. 10 giây bắt đầu. Đưa ra chưa? Bây giờ mình mới đưa ra đáp án đi anh. Đưa ra đi Hùng. Tôi cho Hùng đó. Người bán sữa. Người bán sữa. Ý kiến của Dương Lâm. Còn bên đây Lắm Lời. Cái thực ra cái câu chuyện mà Bình đọc được á thì nó là của một cái anh chăn dê. Anh ấy vô tình hôm đó anh thấy con dê nó tung tăng nó nhảy. Tức là anh mà không biết tại sao cái con dê nó lại có cái tình trạng đó. Đây, chỉ là thì hóa ra là nó ăn phải cái hạt cà phê. Và trong hạt cà phê nó có cái chất làm cho kích thích con người sau này đó. Thì cái điều đó khiến cho con dê nó tung tăng là anh phát hiện ra là từ... Hóa ra cái vụ mà mình làm chương trình lễ hội cà phê là vớ vẩn à? Đâu có đâu, mình đâu nói gì đâu. Dễ sợ thiệt. Dễ sợ lòng người. Lòng người khó đoán. Không, à, nói hồi nãy em kể có lý đó. Cái người sữa muốn người ta đun sữa, người ta vô tình ta đun cái cành cà phê vào trong đó có trái cà phê. Kể mà đâu, mình đâu kể đâu. Ai kể? Trời ơi. Mời quý vị bây giờ em chọn cái kia đi, em chọn Quốc Bình. Cái thực ra cái câu chuyện mà mình đọc được á thì nó là cùng cái anh chăn dê. Anh ấy vô tình hôm đó anh thấy con dê nó tung tăng nó nhảy, tức là anh mà không biết tại sao cái con dê nó lại có cái tình trạng đó. Thì hóa ra là nó ăn phải cái hạt cà phê và trong hạt cà phê nó có cái chất làm cho kích thích con người sau này đó. Thì cái điều đó khiến cho con dê nó tung tăng là anh phát hiện ra là... Tỏi chối nữa nha. Quốc Bình, bạn chọn đáp án của... Khả Như. Đúng rồi. Và đáp án chính xác của chúng ta, người bán sữa, cây cà phê được phát hiện do con dê. Hai người không phản ứng với nhau. Con dê. Câu chuyện người ta kể. Theo một truyền thuyết ở xứ Ethiopia có một vùng đất tên là Kaffa. Tao nói con dê rồi thì nghe Bình nói tin nó. Người dân ở đây chăn dê là chủ yếu. Một ngày nọ khi đang trên đường thì lũ dê ngừng lại và nhấm nháp một loại quả có màu nâu đỏ bên đường. Người chăn dê hiếu kỳ hái một quả và cắn thử nhưng cảm thấy quá đắng và anh ta ném vào đống lửa. Một lát sau, khuôn viên anh ta gần đó tràn ngập một mùi thơm kỳ lạ khiến cho ai cũng sảng khoái. Vì thế, người ta bắt đầu tìm hiểu về loại quả này và bí kíp rang hạt cà phê cũng ra đời. Còn những người dân sống ở đó, sau đó họ dùng cà phê làm thức uống hàng ngày và duy trì sự tỉnh táo của mình.
đáp án Khả Như đưa ra là đáp án đúng. Khả Như là người nói sự thật. Bao nhiêu người có đáp án đúng đây? Bản thân Quốc Bình khi mà bạn nói cái câu chuyện của bạn tưởng tượng nói ra y như thiệt luôn á, thì cũng có rất nhiều khán giả bên phe của bạn, người ta bị lung lay và người ta sẽ chọn đáp án sai nha. Đôi khi để coi khi là anh nói về cuối cùng là lấp lánh trước nè. 14 người chọn đáp án đúng, lắm lời. 26 người chọn đúng, nhân đôi lên 52 điểm. Sao điểm quá vậy? Được, vậy con có cuối không? Giờ mình cùng qua mù lại. Mình sẽ cùng qua mù lại. Trong năm mới ở đất nước Hà Lan, người dân sẽ làm gì để xua đi những điều đen đủi của năm trước? A. Đốt cây thông Noel. B. Cùng nhau úp mặt vô những chiếc tô và dơ muỗng và nỉa lên trời. Mời vị lưu viên. Đốt cây thông Noel. Trời ơi, tàn nhẫn vậy em. Bởi vì Tết rồi, Noel cần gì nữa. Cho nên đốt cây thông Noel đi để chật nhà, chật cửa. Với lại thông tượng trưng cho thông cầu cống nghèo. Thôi, mình phải đốt những cái đó đi để cho cái may mắn nó tới. Em cho biết. Nên là đốt cây thông ở Hà Lan chính là cái tục lệ mà hàng năm mọi người hay làm. Cho nên mọi người tin em, em qua Hà Lan một lần rồi. Ở bên đó người ta có gọi là cây thông không? Người ta gọi là... Sao có chuyện là thông cầu cống nghẹn? Có chuyện này ở nước ngoài mà thông cầu cống nghẹn nó là ngôn ngữ Việt Nam mà Lê Dương Bảo Lâm. Cây thông Noel ở nước ngoài gọi là cái gì? Cây Jingle Bell. Brand. Qua lượt tới em. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần biện luận của Khả Như. Không có ai mà điên khùng mà tự nghĩ ra cái chuyện mà úp cái tô lên mặt hết. Nhưng đây là sự thật, người ta sẽ úp một cái tô lên mặt như thế này, người ta sẽ khoét cái đít tô nè, cái tô lên mặt. Sau đó rồi người ta sẽ giơ hai cái muỗng và đánh kẽn vào nhau để thể hiện một cái sự phồn vinh sắp tới, và chúng ta sẽ có phồn thực, chúng ta sẽ có nhiều đồ ăn và sự đầy đủ ấm no cho một năm mới. Cái tô chỉ là minh họa thôi, còn cái mặt người ta khoét ra để người ta chơi với nhau, người ta lễ hội với nhau. Đúng rồi, Lê Dương thật sự tuyệt vời. Sinh bất lão. Giờ mình đi ăn rồi đó, cái mình xỉa tóc nữa. Trời ơi, sao giống cảm giác với mấy người mà làm xiếc mà hất cái tô lên trên rồi, ăn đầu vậy đó. Lau miệng, dục rác đây luôn. Vậy đúng không? Đúng rồi. Lâm nhìn em giờ y với mấy ma cương thi vậy đó. Kỳ vậy. Rồi cái đó đó. Em thấy này phi lý nha, mọi người phải cẩn thận giùm cho em. Tự nhiên không ai mà xà mà úp mặt lên gõ cốc 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 cốc, bị dị đoan nha. Thật ra cả hai biện luận viên đều đưa ra những cái lý lẽ không có thuyết phục lắm. Thực ra em nghĩ rằng là nếu mà ở nước châu Âu mà mùa đông thì rất là lạnh. Trời lạnh như vậy thì có thể họ cũng sẽ đốt nhóm lửa hoặc đốt lửa gì đó, thì cũng có thể khả năng là họ đốt cây thông, bởi vì cây thông thì nó có rất là nhiều gỗ, nhiều nhánh cây ở trong đó, xua đi những điều đen đủi, cũng như là để sưởi ấm cho mình. Ủa sao họ cắt vô để làm sao họ chơi tiếp mà giá lạnh đốt? Thực ra ở bên nước mình mới có cây thông nhựa, chứ còn ở bên nước ngoài là cây thông, cây thông thiệt luôn, cái cành gỗ luôn, đúng rồi, và nó có nhựa nên nó sẽ đốt được. Hãy tự bàn bạc với nhau đi. 10 giây sau Đại Nghĩa muốn biết câu trả lời của hai đội. Thời gian bắt đầu. Hết giờ. Nội ở trong đội mà cũng đã mâu thuẫn rồi này. Mâu thuẫn rồi, tức là ý anh Bình là anh ấy muốn chọn cái phương án là cây thông đốt cây thông. Em nghĩ rằng là thực ra cái chuyện cái tô thì thực ra cái tô mà không có đáy như vậy là nói vui thôi, nhưng mà thực ra cái tại vì người ta cũng có một cái tục lệ, em nghĩ rằng là thường người phương Tây họ rất là muốn là một năm mới họ sẽ có no đủ. Và cái tô về mặt muỗng nĩa dơ lên trời giống như là năm nay mình sẽ được no đủ vậy đó. Giống như là xin ta, một cầu trời. Xin trời. Thì nói chung là cái cách nào thì em không biết là cụ thể là một tay hai tay, nhưng mà tóm lại là người ta có thể giơ lên trời để xin ông trời cho một năm mới đủ đầy no đủ ấm êm hạnh phúc. Các bạn chọn đáp án của Khả Như bên đây. Hồng quyết định đi. Đốt đi cho nó khác nhau. Anh vẫn chọn cái mà xin ấm no đầy đủ lương thực là úp cái tô lên mặt, úp cái tô lên mặt. Thôi mình chọn khác đi. Không có mình khác gì hết. Tại vì mình lỡ mình ra không muốn làm việc cái cây thông cho nó khác đi. Không nói là cái đúng là bởi vì nè, cây thông là một cái vật rất là thiêng liêng,
mà không ai đi sưởi mà ẩm bằng cây thông ngọt chẳng gì củi. Trời ơi, không có đâu, em đi nước ngoài người ta đốt bằng cây thông, người ta bỏ. Không, nhưng mà không ai lấy cây thông Noel mà đáng đẹp như vậy mà đi đốt được. Vậy chứ nó héo rồi sao? Không, tại vì trong gia đình này nè có rất là nhiều trường hợp thế này thì hai bên thường là phân định bằng cách quán tù xì, ai thắng được quyền cho đáp án. Thì tốt. Đó. Và dứt quyết vậy đúng không? Quán tù xì đi. Cây tố, quán tù xì vậy. Cây thông đẹp quá trời, cây thông đẹp. Ok. Mà người ta bỏ đi được đúng. Bên đây thông tù xì không? Không, nhường không? Cuối năm chưa tết gì hết làm sao mà đi được đi. Đây, mọi người thân yêu, đáp án chính xác của chúng ta trong năm mới ở đất nước Hà Lan, người ta sẽ đốt cây thông. Úp cái tôi lên mặt. Đốt cây thông. Úp, úp. Úp, úp. Yes. Đốt cây thông. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Hai người này về đồng đội nè. Đó. Bên đây, bên đây diễn. Mình thắng nha. Mình thắng nha. Trời đất ơi, ông cãi, ông gân cổ lên ông cãi. Cây thông đẹp lắm mà ông không đốt. Giống như là ai giật mất cái nhẫn hộp xoàn của ông vậy đó. Cãi thối râu là cãi. Rồi cây thông đẹp. Xém là mình có cú đúp rồi thấy không? Không sao anh ơi. Vậy đi cho nó về bây giờ mới trang trí nhiều chứ ngày xưa trang trí đâu có nhiều đâu anh. Ngày những xưa cây thông giữ lại từ Giáng sinh sẽ được mang đi đốt. Đây giống như là một nghi lễ giúp người Hà Lan xua đi những điều đen đủi của năm trước. Người dân Hà Lan cũng có thói quen dọn dẹp căn nhà của họ vào dịp năm mới. Người nói sự thật chính là Dương Lâm. Nói rồi, những người đàn ông trụ cột gia đình nhiều khi người ta nói đúng lắm mà không nghe. Ủa cái thông đẹp vậy mà đi đi đuốc đi. Rồi mình coi khán giả có bao nhiêu người chọn đúng đây. Làm khán giả cũng hoang mang luôn nè. Ủa bên đây đông quá vậy. Lấp lắng. Nhờ ơn anh. Nhờ ơn anh mà có tới 9 người chọn đúng lần. Có 9 người thôi anh nha. Lắm lời là nhờ ơn của quân luôn. Nhờ ơn của quân luôn. Có tới 8 người lận. Trời ơi, cái số điểm nó hết sức là kim to. Xém là mình đã có một cú đúp rồi. Bên 8 điểm, bên 9 điểm. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta sẽ đi qua rất nhiều những điều bất ngờ đã diễn ra trong chương trình này. Bao nhiêu điểm? Hai đội chơi của chúng ta còn lại bao nhiêu? Lấp lắm. Thì con dê là bố liễn nhất, ta là loại rồi. Lấp lắm. 211 điểm. Giải nghi đã có rồi. Lắm lời. 800 điểm. Lắm lời, 242 điểm. Cái con dê là lạ đó. Tôi nói cây thông là thắng rồi thấy chưa. Như vậy là đội lắm lời ngày hôm nay mặc dù lắm lời thiệt nhưng mà họ đã giành chiến thắng một cách thuyết phục, mang về cho mình 10 triệu đồng. Còn đội khoan, lắm khoan, anh cắt lời em rồi đã. Hồi này đã tao nói con dê rồi, khả như nói là rất là hợp lý luôn. Mà thằng Bình nó làm như thiệt vậy đó. Quốc Bình á, chiến thuật em anh, à. Anh chiến thuật chứ mà chiến thuật. Trong nhà là thương nhau cái làm bác kỹ nặng buồn nó trời. Ủa, có nặng buồn nữa hả? Mà anh nhìn vào trong ánh mắt của nó chứng thành vậy giờ như này. Lệ hồ cà phê đó ha. Nhà mình lãnh 5 triệu anh nha. Ừ. 5 triệu thôi, bên đây 10 triệu. Trời ơi, gấp đôi luôn kìa. Cảm ơn tất cả các anh chị em ngày hôm nay đã đến tham gia chương trình Sự Thật Thật Sự. Cảm ơn hai biện luận viên Dương Lâm và Khả Như. Và thưa quý vị khán giả, đến đây thì chương trình Sự Thật Thật Sự cũng xin được phép kết thúc. Chương trình của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối cùng với công ty Việt Thăng Hấp thực hiện vào tuần sau lúc 19:30 thứ bảy trên kênh HTV7. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình này nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.